cảm ơn các bạn đã đến với kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Kỳ án về Tống Kinh Hoa, đầu người trong túi rác và chín xác chết của các cô gái trẻ. Tống Kinh Hoa đã thề rằng phải trả thù bạn gái cũ của mình cho bằng được vì cô ta đã ra làm chứng trước tòa khiến cho anh trai của hắn ta bị tử hình. Tuy nhiên vì tìm mãi mà không ra được chỗ ở của người bạn gái cũ nên hắn ta đã trút hận lên những người có ngoại hình hao hao giống với cô. Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 27 tháng 9 năm 2007, Tổng đài 110 của Bắc Kinh đã nhận được một cuộc gọi báo động từ một phụ nữ tên là Ngô Lệ. Trong cuộc gọi, Ngô Lệ vừa khóc lóc vừa nói rằng: "Không tốt rồi, tôi đang rất sợ, có người đã bị giết." Nghe được điều này, cảnh sát đã lập tức đưa ra sự quan tâm và an ủi đối với người phụ nữ này. Sau đó họ đã hỏi địa chỉ xảy ra vụ án và lập tức lái xe đến đó để kiểm tra. Không lâu sau đó, thì chiếc xe của cảnh sát đã đỗ tại tòa nhà khu dân cư ở quận Phanh Tai và họ đã đi theo Ngô Lệ đến căn phòng nơi mà xảy ra vụ án. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng tàn khốc tại hiện trường, thì cảnh sát đã lập tức hít một hơi thật mạnh. Khung cảnh trước mặt họ là một người phụ nữ đang chết nằm trên sàn với khuôn mặt tái nhợt, động mạch cổ của cô đã bị đâm thủng bởi một dụng cụ sắc nhọn và máu chảy đầy sàn nhà. Trước khi kiểm tra hiện trường vụ án, thì cảnh sát đã lập tức hỏi Ngô Lệ rằng bạn và nạn nhân có quan hệ gì và bạn đã phát hiện ra cô ấy bị giết như thế nào. Khi nghe được câu hỏi này, thì Ngô Lệ lập tức giải thích rằng cô và nạn nhân Đỗ Dương là bạn thân. Cả hai đã hẹn nhau cùng đi mua sắm vào buổi sáng hôm nay từ 2 ngày trước. Nhưng từ ngày hôm qua thì cô đã không liên lạc được với Đỗ Dương và điện thoại của cô ấy luôn bận máy. Cho đến tận buổi sáng hôm nay thì cô vẫn không thể liên lạc được với Dương vì lo sợ bạn mình đã gặp chuyện không may nên Ngô Lệ đã đi taxi đến khu phố mà cô ấy sống để kiểm tra. Nhưng điều khiến Ngô Lệ nghi ngờ đó là dù cô ấy đập cửa bao nhiêu lần thì bên trong vẫn không có phản hồi gì. Vì thế mà cô đã dùng chìa khóa dự phòng mà Đỗ Dương đã đưa cho để mở cửa phòng. Nhưng ngay khi cửa phòng vừa được mở ra thì Ngô Lệ đã cảm thấy sợ hãi và ngã ngửa xuống sàn. Cô thấy Đỗ Dương đang nằm trên sàn với cơ thể đầy máu và không còn thở. Sau khi thấy khung cảnh đáng sợ này thì cô đã lập tức lấy điện thoại ra và gọi số điện thoại cho cảnh sát. Nghe được xong những thông tin này, cảnh sát đã gật đầu và yêu cầu Ngô Lệ không rời khỏi địa phương cư trú của mình trong thời gian gần đây để có thể hợp tác với cảnh sát trong cuộc điều tra. Sau đó, cảnh sát bắt đầu kiểm tra kỹ hơn về hiện trường của vụ án mạng kinh hoàng này. Sau khi các chuyên gia kỹ thuật kiểm tra xong, thì họ phát hiện ra rằng không có dấu vết phá hoại nào trên cửa sổ cũng như cửa phòng của hiện trường. Từ đó có thể thấy, hắn ta đã vào trong nhà và sát hại nạn nhân Đỗ Dương mà không cần phải phá hủy cửa sổ hoặc cửa phòng. Dựa vào những thông tin đó thì cảnh sát đã có thể suy đoán có 3 khả năng như sau. Thứ nhất, kẻ giết người là một người quen biết, được sự tin tưởng sâu sắc của nạn nhân và đã sát hại cô sau khi được mời vào nhà. Thứ hai, kẻ giết người có kỹ năng mở khóa, lợi dụng thời gian nạn nhân đang nghỉ ngơi thì hắn ta đã mở cửa phòng bằng kỹ thuật mở khóa và sát hại nạn nhân. Thứ ba, lợi dụng vào lý do kiểm tra đồng hồ nước hoặc ghi chép khí đốt, kẻ giết người đã lừa nạn nhân mở cửa phòng và ép vào trong nhà để sát hại Dương. Sau khi suy đoán được 3 khả năng này thì cảnh sát tiếp tục kiểm tra sàn nhà và các vật dụng trong phòng. Không lâu sau đó, cảnh sát đã phát hiện ra 2 vết chân của 2 người đàn ông khác nhau trên mặt sàn trong phòng và một bao thuốc lá có thương hiệu Bạch Sa chỉ vừa mới hút vài điếu. Ngoài ra, họ không tìm thấy dấu vân tay của kẻ giết người và bất kỳ thông tin ADN liên quan nào ở tại hiện trường vụ án. Khi kiểm tra các vật dụng trong phòng, thì cảnh sát đã phát hiện có dấu vết bị đảo lộn, điện thoại của nạn nhân và một số vật phẩm có giá trị cũng đã bị lấy đi. Từ đó, cảnh sát suy đoán đây có thể là một vụ cướp của giết người. Sau khi lấy chứng cứ xong tại hiện trường, thì cảnh sát đã đưa thi thể nạn nhân về trụ sở cảnh sát để tiếp tục khám nghiệm tử thi. Khi bác sĩ pháp y kiểm tra xong, thì họ xác định nạn nhân Đỗ Dương đã chết vì sốc do mất máu nặng, cổ động mạch của cô gái đã bị đâm bởi một vật sắc nhọn. Vụ án đã xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày 26 tháng 9, thời gian từ khi Đỗ Dương bị sát hại đến khi bạn thân của cô phát hiện ra đã trôi qua 24 giờ. Trong khoảng thời gian này, kẻ thủ ác rất có thể đã lẩn trốn khỏi Bắc Kinh. Để giải quyết vụ án nhanh chóng, thì cảnh sát đã ngay lập tức điều tra về các mối quan hệ xã hội của nạn nhân Đỗ Dương. Cùng với đó là tiến hành khảo sát tất cả các cư dân xung quanh hiện trường và các khu vực công cộng bằng video giám sát. Tuy nhiên, sau nửa tháng điều tra và khảo sát, thì cảnh sát vẫn chưa tìm được dấu vết nào về kẻ giết người và vụ án cứ thế dần đi vào bế tắc. Tuy nhiên, khi cảnh sát đang gặp khó khăn,
một câu nói của Ngô Lệ đã thu hút sự chú ý của họ. Theo lời của Ngô Lệ, cô và Đỗ Dương đã quen biết nhau từ nhiều năm qua và cô chưa bao giờ thấy Đỗ Dương hút thuốc. Và cô cũng biết rằng Đỗ Dương đang sống độc thân và chưa có bạn trai. Vậy làm sao lại xuất hiện bao thuốc lá trong phòng của Đỗ Dương? Khi Ngô Lệ nói xong thì cảnh sát đã rất vui mừng. Nếu như lời Ngô Lệ nói là thật thì bao thuốc lá này rất có thể đã bị kẻ giết người để lại. Ngoài ra, từ tình trạng của bao thuốc lá vừa mới được sử dụng thì kẻ giết người có thể đã mua nó tại một cửa hàng gần đó. Sau khi sát hại xong Đỗ Dương thì có lẽ do căng thẳng nên kẻ giết người đã để nó lại tại hiện trường. Vì vậy, cảnh sát đã lập tức lấy bao thuốc lá đó và đi hỏi vòng quanh khu vực xung quanh nơi xảy ra án mạng. Cuối cùng, điều may mắn đã đến với cảnh sát. Khi họ hỏi đến một cửa hàng bán lẻ trong khu phố, thì chủ cửa hàng ngay lập tức nhận ra bao thuốc lá này đã được bán ra từ cửa hàng của ông ta. Khi thấy chủ cửa hàng khẳng định như vậy, thì cảnh sát không khỏi nghi ngờ và hỏi rằng, trên thị trường có nhiều loại thuốc lá như vậy, vì sao ông lại chắc chắn rằng bao thuốc lá này đã được bán từ cửa hàng của ông? Ngay lập tức, chủ cửa hàng giải thích rằng, lý do tôi chắc chắn như vậy là bởi vì tôi đã bị lừa khi bán thuốc lá. Sau khi mua thuốc lá của tôi, thì đối tượng đã đến và đưa cho tôi một bao thuốc lá giả giống y chang. Tôi đã mất nhiều tiền vì điều đó. Vì vậy, từ đó trở đi, tôi đã ghi một dấu nhỏ trên mỗi bao thuốc lá để phân biệt chúng. Sau đó, ông ta lấy bao thuốc lá trong tay của cảnh sát và chỉ vào một chỗ không nổi bật trên hộp thuốc lá, và thật đúng như lời ông ta, có một dấu vết nhỏ ở đó. Cảnh sát rất hào hứng khi thấy điều này và hỏi, ông có nhớ người đã mua bao thuốc lá này hay không? Khi nghe câu hỏi của cảnh sát, thì chủ cửa hàng đã lắc đầu và cho biết rằng ông ta không biết người mua bao thuốc lá đó là ai và trông như thế nào. Tuy nhiên, người chủ quán rất cẩn thận và mỗi khi bán bao thuốc lá thì ông đều ghi chú mã số, ngày tháng và đặc điểm của người mua một cách bí mật với mục đích ngăn chặn bị lừa thêm một lần nữa. Thậm chí nếu người mua là người quen thì ông ta cũng sẽ ghi tên của họ lại. Bây giờ, chỉ cần mở sổ ghi chép của chủ cửa hàng ra thì cảnh sát có thể tìm ra ai đã mua thuốc lá vào ngày hôm đó. Ngay lập tức, cảnh sát đã kiểm tra sổ ghi chép của chủ cửa hàng và sau khi so sánh thông tin thì họ phát hiện ra rằng điếu thuốc lá tại hiện trường vụ án đã được mua bởi một người tên là Tống Tinh Hoa vào ngày 26 tháng 9. Theo lời giới thiệu của chủ cửa hàng, khách hàng tên là Hoa sống trong khu phố của vụ án và thường xuyên mua thuốc lá từ ông ta. Có thông tin này, cảnh sát đã ngay lập tức điều tra về người khách hàng tên Hoa này. Chỉ sau một thời gian ngắn thì cảnh sát cuối cùng cũng đã có được thông tin của người này. Tống Tinh Hoa là một người đàn ông 29 tuổi, người Bắc Kinh, tình trạng đang thất nghiệp, thường xuyên lẩn trốn với một số những người vô công dỗi nghề trong xã hội. Tuy nhiên, điều khiến cảnh sát kinh ngạc hơn cả là Tống Tinh Hoa thật sự sống ngay bên cạnh nhà của nạn nhân Đỗ Dương. Phát hiện này cho thấy rất có thể rằng Hoa chính là thủ phạm đã sát hại Đỗ Dương. Sau đó, trong quá trình điều tra về Tinh Hoa, thì cảnh sát đã phát hiện rằng vào năm 1996, Tinh Hoa và anh trai của hắn ta tên là Tống Tinh Kim đã bị kết tội cố ý giết người. Cả hai thì một người bị kết án tù 8 năm và một người còn lại bị phạt mức án tử hình. Khi đó thì Tinh Hoa chỉ mới 17 tuổi. Sau khi có thông tin cơ bản về Tinh Hoa, thì cảnh sát đã ngay lập tức bắt giữ người đàn ông này. Khi đối mặt với cảnh sát, thì Tinh Hoa không hề tỏ ra một chút hoảng sợ, thậm chí hắn ta còn cười một cách lạnh lùng. Sau khi bị bắt, thì cảnh sát đã so sánh dấu chân của Tinh Hoa với dấu chân được tìm thấy tại hiện trường vụ án và kết quả hoàn toàn trùng khớp với nhau. Từ đó có thể thấy rằng Tinh Hoa chính là kẻ đã sát hại nạn nhân Đỗ Dương. Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt đầu thẩm vấn Tinh Hoa, nhưng cho dù cảnh sát có hỏi thế nào, thì hắn ta vẫn khăng khăng cho rằng mình không phải là kẻ giết người và từ chối tất cả những lời buộc tội của cảnh sát. Đặc biệt, khi cảnh sát đặt điếu thuốc lá vừa bóc đầu trước mặt của hắn ta, thì Tinh Hoa đã trở nên tức giận và bắt đầu chửi rủa không ngừng. Nhìn thấy điều này, thì cảnh sát biết rằng họ không thể tìm ra sự thật từ miệng của hắn ta. Tuy nhiên, hiện tại ngoài điếu thuốc lá và dấu chân khớp nhau với hiện trường, thì trong tay của họ không có bằng chứng rõ ràng nào khác để buộc tội hắn ta. Vì không còn cách nào khác, nên cảnh sát buộc phải tạm giam Tinh Hoa tại trại giam ở quận Phen Tai. Vì Tống Tinh Hoa không chịu thừa nhận tội lỗi của mình, nên cảnh sát đã bị bế tắc và không biết phải làm gì nữa, chỉ có thể tìm kiếm đột phá từ các hướng khác. Lúc này, một tin tức quan trọng đã đột nhiên đến từ trại giam. Tống Tinh Hoa đã thú nhận về tội giết người của mình. Khi suy nghĩ về sự thay đổi đột ngột của Tinh Hoa thì cảnh sát đã rất băn khoăn. Hắn ta đã từ chối thừa nhận tội lỗi cho đến chết, vậy tại sao người đàn ông này lại đột nhiên thú nhận tội ác của mình? Sau khi tìm hiểu
thì cảnh sát đã biết rằng lý do mà Tinh Hoa chấp nhận thừa nhận tội lỗi của mình là vì một hành động ấm áp của một người giám hộ già trong trại giam. Ban đầu, khi Tống Tinh Hoa bị bắt vào trại giam, thì thời gian đã vào tháng 11 và thời tiết ở Bắc Kinh lúc này rất lạnh. Khi thấy Tinh Hoa mặc quần áo mỏng manh và người thì run rẩy, thì người giám hộ già đã tìm và cho hắn ta một số quần áo ấm áp để mặc. Nhìn vào hành động đầy lòng yêu thương của người giám hộ, thì Tinh Hoa đã rất ngạc nhiên và bắt đầu trò chuyện với ông. Trong quá trình trò chuyện, Tinh Hoa đã thổ lộ rằng trong nhiều năm qua, ngoài anh trai của hắn ta thì không còn ai quan tâm đến mình, bao gồm cả cha mẹ ruột của Tinh Hoa. Khi nhắc đến điều này thì hắn ta đã bất ngờ rơi vào trạng thái đau khổ và khóc nức nở. Khi nhìn thấy cảnh đau khổ của Tinh Hoa thì người giám hộ già đã an ủi rằng thực sự còn rất nhiều người yêu quý bạn, nhưng bạn không cảm nhận được. Bạn đau khổ vì không được quan tâm bởi gia đình, nhưng những cha mẹ đã mất con cái của họ cũng đau khổ không kém. Ai có thể thấu hiểu được nỗi đau đó của họ? Sau khi nghe lời của người giám hộ già, Tinh Hoa bỗng im lặng, tâm trí của hắn ta lúc này như một đại dương đang gợn sóng không ngừng. Thấy rằng tâm trạng của Tinh Hoa đang dao động, nên người giám hộ già đã tiếp tục nói rằng dấu chân và điếu thuốc lá tại hiện trường đã chứng minh cậu là kẻ giết người. Như một người đàn ông, bạn phải dũng cảm đối diện với hậu quả từ hành động của mình. Hãy chấp nhận trách nhiệm và mọi tội lỗi của bản thân đã gây ra để được pháp luật giảm án. Ngay sau khi người giám hộ già nói xong, thì Tinh Hoa đã thở dài nhẹ và thú nhận rằng chính hắn ta đã giết Đỗ Dương. Sau khi Tinh Hoa thú nhận toàn bộ tội ác, thì người giám hộ già đã ngay lập tức thông báo tình hình này cho cảnh sát. Tuy nhiên, khi họ bắt đầu cảm thấy vui mừng về điều này, thì những lời khai tiếp theo của Tống Tinh Hoa đã gây sốc cho tất cả mọi người. Ngoài việc giết Đỗ Dương, thì hắn ta còn giết thêm 8 cô gái trẻ khác. Về lý do mà Tinh Hoa đã giết họ, đó là vì những người này giống hệt như người bạn gái cũ của hắn ta. Theo lời kể của Tinh Hoa, thì hắn ta có nguồn gốc từ Nội Mông vì cha mẹ kinh doanh ở Bắc Kinh suốt nhiều năm, nên hắn ta và anh trai của mình đều được nuôi dưỡng bởi bà nội. Khi còn nhỏ, thì Tinh Hoa thường xuyên bị bệnh và không phát triển về chiều cao. Tính cách của hắn ta cũng khá kín đáo, do đó thường bị bạn cùng lớp bắt nạt. Vì cha mẹ không ở bên cạnh, nên mỗi lần bị bạn bè bắt nạt, thì hắn ta chỉ có thể kể cho anh trai lớn hơn mình vài tuổi là Tống Tinh Kim. Mọi người thường nói rằng anh trai như là cha, và anh trai của hắn ta là Tinh Kim thực sự rất yêu thương em trai của mình. Mỗi khi Tống Tinh Hoa bị bắt nạt, thì người anh trai luôn sẵn sàng đứng ra để bảo vệ người em trai của mình. Vì vậy, Tinh Hoa đã sống rất phụ thuộc và có tình cảm sâu sắc với Tinh Kim. Nhưng cha mẹ của hai người anh em thì sao? Ngoài việc gửi tiền thường xuyên, thì họ không cho con cái của mình bất kỳ sự quan tâm hay tình cảm nào. Cuối cùng, trong môi trường thiếu tình yêu này, hai anh em đã trở nên vô cùng hung hăng và kiêu ngạo. Điều này đã dẫn đến việc họ bị đuổi ra khỏi trường và đặt nền tảng cho cuộc đời sai lầm sau này của họ. Sau khi bị đuổi ra khỏi trường, thì người anh trai đã được gửi đi nhập ngũ. Trong khi đó vì Tinh Hoa vẫn chưa đến tuổi nhập ngũ, nên đã đi đến Bắc Kinh và trở thành một tên lang thang vô nghề. 2 năm sau đó, anh trai đã xuất ngũ và trở về, nhưng thay vì tìm việc làm, thì Tinh Kim đã bám lấy em trai và cùng sống một cuộc sống tràn đầy tội lỗi. Do hai anh em rất hào phóng và tôn trọng tình bạn, nên họ đã nhanh chóng thu hút một nhóm thanh niên trẻ và trở thành anh em hỗn loạn nổi tiếng ở địa phương. Từ đó, hai anh em cùng với nhóm của mình đã gây họa cho thôn làng và bắt đầu thu tiền bảo vệ từ các tài xế taxi đi lại trong khu vực. Dù các tài xế taxi cảm thấy tức giận với hành động của nhóm này, nhưng vì muốn yên ổn để làm ăn, nên nhiều tài xế đã chọn chịu thiệt hại để tránh rắc rối. Tất nhiên, cũng có những tài xế cực kỳ bất mãn với hành động của họ và thường xuyên xảy ra xung đột giữa các bên. Vào năm 1996, hai anh em Tinh Hoa đã đưa một nhóm thanh niên đến một giao lộ để thu tiền bảo vệ từ các tài xế taxi qua lại. Nhưng lần này, họ đã gặp phải một người can đảm. Người này không chỉ không trả tiền mà còn chửi bới họ một cách khó nghe. Trong quá trình tranh cãi, thì tài xế taxi đã lấy một cây gậy để đe dọa hai anh em Tinh Hoa. Khi rơi vào tình huống này, thì hai anh em cảm thấy mất mặt trước mặt những người đàn em của mình. Vì vậy, họ đã tức giận và bắt đầu đánh vào người tài xế taxi. Tuy nhiên, khi đối mặt với người tài xế taxi đang cầm cây vũ khí, thì hai anh em đã nhanh chóng phải trả giá đắt. Lúc đó, Tống Tinh Kim đang giận dữ nên đã rút ra một con dao hoa quả từ eo và đâm liên tiếp vào người tài xế. Sau đó, tài xế taxi đã bị thương nặng và tử vong, cả nhóm vì đã gây ra án mạng nên đã rất sợ hãi và bắt đầu trốn chạy. Trong khi đang cố gắng chạy thoát, thì Tinh Hoa đã đến nhà bạn gái và cho cô biết về việc anh ta đã giết người và mong cô sẽ đi cùng với anh ta.
Tuy nhiên, đối diện với hành động giết người của Tinh Hoa, thì người bạn gái đã từ chối lời yêu cầu của hắn ta và khuyên Tinh Hoa nên tự ra đầu thú với cảnh sát. Dù bạn gái đã cố gắng thuyết phục, nhưng Tinh Hoa vẫn không chịu nghe và sau đó đã chạy trốn cùng với người anh trai của mình. Tuy nhiên, mạng lưới pháp luật rất chặt chẽ và ngay sau đó thì lực lượng cảnh sát đã tóm được Tinh Hoa và anh trai của hắn ta. Sau đó, hai anh em đã bị buộc tội cố ý giết người. Trong phiên tòa, bạn gái của Tinh Hoa đã xuất hiện và ra làm chứng, xác nhận sự thật về hành động giết người của hai anh em. Cuối cùng, Tinh Kim đã bị kết án tử hình và Tinh Hoa thì bị kết án 8 năm tù vì chưa đủ 18 tuổi. Vào năm 2002, vì Tinh Hoa đã có hành vi tốt trong tù và hợp tác tích cực, nên hắn ta đã được giảm án và được phóng thích trước thời hạn. Sau khi ra tù, cha mẹ đã mua cho Tinh Hoa một căn nhà ở quận Phen Tai, hy vọng anh ta sẽ thay đổi và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, Tinh Hoa không chú ý đến lời khuyên của cha mẹ. Anh ta cho rằng, vị trí của cha mẹ không bằng 1/10 của người anh trai. Tuy nhiên, trong thời gian đó, Tinh Hoa vẫn cảm thấy đau lòng vì sự mất mát của Tinh Kim. Hắn ta đã đổ hết tất cả tội lỗi cho sự phản bội của người bạn gái. Tinh Hoa cho rằng, nếu người bạn gái không ra làm chứng, thì Tinh Kim không phải nhận bản án tử hình. Vì vậy, hắn ta đã thề trong lòng rằng mình sẽ tìm kiếm người bạn gái cũ và giết chết cô ta để trả thù cho Tinh Kim. Nhưng thời gian đã trôi qua nhiều năm, người bạn gái đã rời khỏi Bắc Kinh và không ai biết cô đã đi đến đâu. Hơn nữa, vì Tinh Hoa đã trở thành một người có tiếng và người ta đã biết đến tính cách của hắn ta, nên người bạn gái sẽ không dễ dàng xuất hiện trước mặt của Tinh Hoa. Trong vài năm tiếp theo, thì Tinh Hoa đã đi khắp nơi để tìm kiếm chỗ ở của người bạn gái cũ, nhưng hắn ta vẫn không tìm thấy bất kỳ chút manh mối nào. Vào đầu năm 2005, vì không tìm thấy người bạn gái cũ của mình, nên Tinh Hoa đã bắt đầu có một ý tưởng vô cùng điên rồ. Nếu hắn ta không thể tìm thấy người bạn gái năm xưa, thì hắn sẽ tìm kiếm các phụ nữ có ngoại hình giống với cô, sau đó sẽ giết chết họ để trả thù cho người anh trai. Sau khi đã quyết định thực hiện kế hoạch kinh khủng này, thì Tinh Hoa ngay lập tức đi mua dao, rìu, dây thừng cùng với các công cụ khác và bắt đầu chờ cơ hội để thực hiện kế hoạch của mình. Vào tháng 3 cùng năm, thì Tinh Hoa đã gặp được một người đàn ông tên là Viên Cẩm Quang khi đang tham dự lễ cưới của một người bạn. Quang mới đến Bắc Kinh không lâu và đã hết tiền, nên hắn ta đang cần một công việc để kiếm tiền. Sau khi nghe lời của Tinh Hoa, thì Quang đã đồng ý với đề xuất của hắn ta và còn nói thêm rằng ở Bắc Kinh có rất nhiều phụ nữ giàu có, tại sao chúng ta không cùng nhau để làm một số việc lớn? Vào đêm 21 tháng 3 năm 2005, thì Tinh Hoa đã lái một chiếc xe tải và chở theo Quang để cùng nhau đi tìm kiếm mục tiêu trên đường phố. Khi đi qua một trạm xe buýt, thì Tinh Hoa đã nhìn thấy một cô gái độc thân trông giống như người bạn gái của hắn ta. Ngay lập tức, Tinh Hoa đã nói với Quang rằng, tôi nghĩ cô gái đó rất giàu có, chúng ta hãy đi cướp của cô ta. Sau đó, Tinh Hoa đã lái xe chậm rãi đến gần cô gái và hai kẻ này lập tức kéo người phụ nữ xấu số ấy vào ghế sau của xe tải. Lúc đó, cô gái đã hoảng sợ và hét rất lớn, tuy nhiên đã không có ai nghe thấy để đến giúp cô. Sau đó, Tinh Hoa đã quát mắng Quang rằng, nhanh tay bóp cổ cô ta đi, đừng cho ả ta kêu to. Quang lúc này nhanh chóng bóp cổ cô gái ấy cho đến khi nạn nhân nằm bất động thì mới chịu thả tay ra. Khi hai kẻ này đưa chiếc xe đến một vùng đất hoang, thì Quang đã kiểm tra lại tình trạng của cô gái và phát hiện nạn nhân đã không còn hơi thở. Sau đó, cả hai bắt đầu kiểm tra túi sách của cô gái, nhưng chỉ tìm thấy hơn 100 nhân dân tệ và một chiếc điện thoại di động. Khi nhìn thấy điều này, thì Quang đã cảm thấy hối hận rất nhiều. Vì một khoản tiền nhỏ nhặt mà anh ta đã cướp đi một sinh mạng, điều này khiến anh ta cảm thấy rất tồi tệ. Sau đó, hai người này đã liên tiếp giết một số phụ nữ đi một mình, cướp tài sản của họ và sau đó tiếp tục dùng chiếc xe tải để vận chuyển xác chết của nạn nhân đến một khu vực hoang vắng để vứt bỏ. Nhưng với việc giết người ngày càng nhiều, Tinh Hoa cảm thấy việc vứt bỏ xác chết bằng xe tải là rất bất tiện và dễ gặp nguy hiểm. Vì vậy, để tiện cho việc xử lý xác chết, hắn ta đã thuê một căn phòng trong một khu dân cư ở quận Phen Tai để sử dụng cho việc giết người và phân hủy xác chết. Từ đầu năm 2005 đến khi vụ án bị phát hiện vào năm 2007, thì hai kẻ này đã gây án ở nhiều địa điểm khác nhau và đã giết chết tổng cộng 9 cô gái trẻ. Những cô gái này có một đặc điểm chung là giống với bạn gái của Tống Tinh Hoa một chút về ngoại hình. Tất cả đều bị hai người này xâm hại trước khi chết. Tuy nhiên, trong số 9 cô gái này, có một người ngoại lệ, đó là Đỗ Dương, cô chỉ mới 17 tuổi. Nhà của cô ở cạnh ngay nhà của Tống Tinh Hoa được thuê sử dụng để phân hủy xác chết. Tuy nhiên, so với 8 cô gái khác,
Đỗ Dương không giống với bạn gái của Tinh Hoa một chút nào, và khi nói về cái chết của cô thì hắn ta cho biết đó chỉ là một tai nạn hoàn toàn tình cờ. Theo lời khai của Tinh Hoa thì hắn ta và Đỗ Dương thường gặp nhau và quan hệ của hai người cũng không tồi tệ, và hắn ta cũng không có ý định giết cô gái chỉ mới 17 tuổi này. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi vào sáng ngày 26 tháng 5 năm 2007. Vào ngày đó, sau khi vừa xử lý xong một xác chết thì hắn ta đã để túi đựng các mảnh xác bên cạnh cửa phòng. Lúc đó, Đỗ Dương ở căn phòng bên cạnh đột nhiên đến nhà hắn chơi. Khi thấy một túi nhựa đen ở cửa phòng của Tinh Hoa thì cô đã tò mò mở ra xem. Kết quả là Đỗ Dương đã bị kinh sợ khi thấy một cái đầu đẫm máu trong túi. Khi nhìn thấy Đỗ Dương đã xem trộm những thứ không nên thấy trong túi rác thì hắn ta lập tức giải thích rằng: "Trong túi chỉ có một cái đầu khỉ thôi, tôi sẽ xử lý nó sau." Sau khi nói xong thì hắn ta đã lấy túi và đi ra khỏi phòng. Sau khi thấy Tinh Hoa đi ra, Đỗ Dương ngay lập tức chạy về nhà. Cô lúc này vẫn còn sợ hãi và không biết phải làm gì. Nhưng trong khi người phụ nữ này còn đang phân vân và run sợ thì Tinh Hoa đã mang dao và đi đến cửa nhà của Đỗ Dương. Nhớ lại sự phản bội của bạn gái năm xưa nên Tinh Hoa đã không còn tin tưởng vào bất kỳ ai nữa. Bây giờ, Đỗ Dương đã nhìn thấy những gì không nên thấy, và để đảm bảo an toàn thì hắn ta buộc phải giết cô. Vì vậy, Tinh Hoa đã lừa Đỗ Dương mở cửa phòng vì lý do mượn đồ. Và ngay khi cô gái này mở cửa ra thì hắn ta đã nhanh chóng lao vào và đâm dao liên tiếp vào người của Đỗ Dương. Sau đó, Tinh Hoa đã ngồi trên sàn và nhìn vào thi thể của Đỗ Dương trong một thời gian dài, cho đến khi Quang đến nhà và gọi hắn ta thì Tinh Hoa mới giật mình tỉnh lại. Về bao thuốc lá còn sót lại tại hiện trường thì Tinh Hoa cho biết rằng đó là do anh ta cố ý để lại ở hiện trường với mục đích là để cho cảnh sát có thể tìm thấy anh ta và kết thúc cuộc đời tội lỗi của mình. Sau khi Tinh Hoa thú nhận tất cả các tội ác của hắn ta thì cảnh sát cũng ngay lập tức bắt giữ viên Cẩm Quang. Sau khi được thẩm vấn thì Quang cũng đã thú nhận toàn bộ tội ác của mình. Cuối cùng thì một vụ trọng án cũng đã được giải quyết thành công. Cả Tống Tinh Hoa và viên Cẩm Quang đều bị buộc tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm với phương pháp tàn bạo, tính chất tội ác rất nghiêm trọng và có hại cho xã hội. Do đó, cả hai đã bị kết án tử hình và tước quyền chính trị suốt đời. Vào ngày 27 tháng 5 năm 2011, cả hai đã được đưa ra pháp trường để xử bắn. Vậy là cuộc đời tội ác của Tống Tinh Hoa và viên Cẩm Quang đã chính thức kết thúc. Những linh hồn vô tội chết oan cuối cùng cũng đã được an nghỉ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Kỳ Án Thế Kỷ. Nếu thấy hay thì ủng hộ mình bằng cách like và đăng ký kênh giúp mình nha. Video có thể còn nhiều thiếu sót, mong mọi người có thể đóng góp bằng cách bình luận ngay dưới video giúp mình nhé.